Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Vợ ơi vợ, anh về rồi vợ ơi. Ê. Ê, chắc vợ đi chợ rồi. Thôi đi, đi vô nhà coi. Vợ ơi vợ, anh về rồi vợ ơi. Anh về rồi em ơi. Dạ anh mới về. Ủa? Ôi, em ở trong nhà sao em khóa cửa vậy? Em sợ anh trộm, em khóa cửa em ở trong nhà. Em làm gì trong nhà? Em làm gì ở chổng? Em đâu có làm gì chổng, em ngủ ở chổng á. Em ngoại tình phải không? Ngoại tình là gì em đâu có biết đâu. Nhà mình có mấy người? Thì em với anh là hai người, biết hỏi. Nhà mình có hai người? Ừ. Sao có sáu cái chân? Hả? Thằng nào trong đó? Đâu có ai đâu. Thằng nào trong đó? Trời ơi! Mày là thằng nào? Dạ em là trung tình. Mày là trung tình? Dạ. Mày là trung tình sao mày ngoại tình với vợ tao? Dạ em chỉ trung tình với vợ anh thôi. Mày còn nói gì nữa? Mày còn nói gì nữa anh? Ai da, nghĩ tay rồi ai da. Có sao không anh trung tình? Vậy ta em... thôi chứ đâu có gì đâu. Em còn đi quan tâm cho cái thằng đó. Không lẽ em thấy thằng đó nó đẹp trai hơn anh hả? Lỗi của em mà, em xin lỗi anh mình. Xin lỗi? Tại sao? Tại sao lúc nào? Lúc nào em cũng cắm sừng trên đầu của anh vậy? Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Ngàn lần xin lỗi anh mà. Tôi không còn gì để nói với cô nữa đó. Tôi đi cho cô vừa lòng. Em không có vừa lòng, em đừng có đi mà anh ơi. Anh. Vợ vợ. Vợ ơi tôi về rồi nè vợ ơi. Nhà lại khóa cửa nữa. Không biết có vụ gì ở trong đây. Vợ ơi bà đâu rồi? Tôi về rồi nè. Bà đâu? Dạ em ơi. Anh lại về nữa hả? Bà nói gì kỳ vậy? Nhà của tôi muốn về lúc nào tôi về chứ. Có em. Em tưởng anh đi luôn rồi. Tưởng tôi đi luôn? Bà tưởng đi luôn thì bà đi ngoại tình nữa phải không? Ngoại tình làm cái gì em đâu có biết. Không biết? Nhà mình có mấy người? Em với anh hai người, thấy còn hỏi nữa. Hai người vậy sao có sáu cái chân? Thằng nào trong đó? Không có ai đâu. Mày là ai? Mày là thằng nào? Dạ em là trung tình. Mày lại cái thằng trung tình này? Dạ. Mày mày con mày chết. Kỳ trước tao quýnh mày gãy một tay. Mày chưa sợ sao mày còn ngoại tình với vợ tao nữa mày? Bởi vì mới gọi em là trung tình. Mày chả chiêu á. Anh ơi từ từ. Tình ơi tình có sao không tình? Vậy nè. Cô còn lo cho nó nữa. Tại em thấy ảnh nhỏ bé mong manh mà dễ vỡ. Nó có gì hơn tôi mà cô lo cho nó vậy? Trung tình ấn tượng. Trời ơi trung tình mà bị gãy hai cái tay. Từ ơi. Này tôi sẽ bỏ trung tình luôn. Tiền ơi tiền. Cô quá lắm rồi. Cô coi nè. Cô coi trên đầu tôi còn chỗ nào. Cô cắm luôn cái sừng nữa lên đi. Nó sừng cắm rồi. Chứ cô còn chỗ nào nữa đâu cho cô cắm. Tôi bỏ tôi đi luôn cho cô vừa lòng. Anh ơi anh đừng có bỏ đi. Anh hứa rồi đó nha. Lần đầu tiên nhà tôi mới mở cửa một cách đàng hoàng như thế này. Vợ em đâu rồi vợ? Vợ ơi em nè. Anh lại về nữa hả? Chứ không lẽ em muốn anh đi luôn? Cái đó anh nói chứ em đâu có nói đâu. Nhà này có mấy chân? Sáu chân. Trời ơi bây giờ em thừa nhận luôn, em hết thuốc chữa rồi. Tại sao em ngoại tình nữa? Ngoại tình là gì em đâu có biết đâu. Em cấm
Em cắm sừng lên đầu anh hoài. Em không mỏi tay hả em? Tôi lỡ cắm mà. Thằng này lại là thằng chung tình đó phải không? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Thằng nào ở trong đó? Còn thằng chung tình đâu? Bỏ lâu rồi.